Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Nóng Việt. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được chúng tôi cập nhật mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với những tin tức về thế giới showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cuộc sống của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền như thế nào sau khi chia tay Trí Trung? Thưa quý vị và các bạn, thông tin nghệ sĩ ưu tú Trí Trung chia tay nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền sau 33 năm chung sống rộ lên mới đây khiến nhiều người khá bất ngờ. Điều mà mọi người quan tâm là cuộc sống của Ngọc Huyền như thế nào sau khi ly hôn. Theo thông tin từ một người bạn của Trí Trung và Ngọc Huyền, thì cả hai nghệ sĩ đã làm thủ tục ly hôn vào đầu năm 2018. Thời điểm đầu, nữ nghệ sĩ khá sốc và suy sụp. Tuy nhiên vì không muốn cuộc sống riêng bị xáo trộn, nhất là sợ ảnh hưởng đến các con nên cả hai giấu ký chuyện này liên hệ với nghệ sĩ ngọc huyền chị không muốn chia sẻ nhiều về chuyện đã qua nữ nghệ sĩ chỉ cho biết rằng ở thời điểm hiện tại mọi sóng gió đã đi qua và chị đang có một cuộc sống bình yên sau khi chia tay trí trung ngọc huyền mua một căn hộ trung cư sống gần vợ chồng con trai niềm vui lớn nhất của nữ nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại là giúp các con chăm sóc cháu nội ngọc huyền bày tỏ với tôi, niềm vui của những tháng ngày hiện tại là được sống an yên bên con cháu. Chuyện đã qua, tôi không còn vướng bận. Thực tế là gần một năm nay, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn gái mới. Cả hai tỏ ra khá hạnh phúc khi song hành cùng nhau trong các sự kiện. Nam nghệ sĩ chưa bao giờ công khai với truyền thông về điều này, nhưng ai chơi với cả hai đều biết rất rõ. Thậm chí cả hai từng cùng nhau đi du lịch Dubai, Nhật Bản. Một vài người bạn thân cận cho biết, Ý Lan, bạn gái mới của nghệ sĩ ưu tú Trí Trung, từng một lần đổ vỡ hôn nhân và đã có hai con. Cô đã có 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và quen biết khá nhiều nghệ sĩ. Theo lời của Ý Lan, cách đây 2 năm, cô mở thêm một spa dành cho nam giới nên muốn mời một nam nghệ sĩ nổi tiếng quay hình ảnh quảng bá cho thương hiệu mới. Diễn viên Đàm Hằng đã gợi ý mời sếp của mình là nghệ sĩ Trí Trung. Mặc dù sự hợp tác quay quảng cáo lần đó không thành, nhưng lại mở ra mối quan hệ mới giữa hai người Kinh doanh Spa Nam kết thúc, nhưng mối quan hệ của chị với nghệ sĩ Trí Trung thì vẫn tiếp diễn. Từ chỗ chỉ là đối tác, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những buổi gặp gỡ bạn bè. Ý Lan tâm sự, bề ngoài nam nghệ sĩ là người hoạt ngôn, luôn khuấy động không khí và mang tiếng cười đến cho mọi người, nhưng ẩn sau đó là sống khá nội tâm, lúc nào cũng chất chứa nhiều tâm sự. Ý Lan cho biết, lúc quen nhau tôi mới biết anh Trí Trung và chị Ngọc Huyền đã không sống cùng với nhau khá lâu rồi. Trên danh nghĩa là một người bạn, tôi khuyên anh hãy hàn gắn với chị để hai người tiếp tục mối quan hệ như xưa. Anh nói việc đó bản thân anh đã nhiều lần nỗ lực và mong muốn, nhưng rồi cuối cùng đành phải thuận theo chữ duyên. Có lẽ giữa anh và Huyền đã hết duyên nợ với nhau. Anh nói với tôi thế. Ý Lan tâm sự thêm rằng, vì từng đổ vỡ hôn nhân cách đây 3 năm, nên chị rất thấu hiểu cảm xúc của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Bởi lẽ đó, dù đã xác định nghiêm túc mối quan hệ với Trí Trung, nhưng chị luôn cố gắng để câu chuyện của mình không trở nên ồn ào, tránh gây tổn thương cho những người có liên quan đến cuộc đời anh. Chí Trung kết hôn với Ngọc Huyền vào năm 1986. Trước khi thành vợ chồng, cả hai đã trải qua 7 năm yêu. Anh yêu chị khi cả hai cùng theo học sân khấu tại nhà hát tuổi trẻ và lúc đó Ngọc Huyền mới 18 tuổi. Suốt 5 năm đầu, gia đình Ngọc Huyền tìm mọi cách ngăn cản mối quan hệ này. Bởi Ngọc Huyền lúc ấy là con gái của ông chủ tiệm ảnh Đại Tân, phố Huế, nức tiếng thập niên 80 thế kỷ trước. Trong khi đó, Trí Trung thực sự rất nghèo. Anh sống cùng mẹ trong căn tập thể vỏn vẹn 10 mét vuông cộng thêm một gác xếp nhỏ. Thậm chí vào đêm tân hôn, cả hai được mẹ nhường cho chiếc giường. Sau đó là trở về với cái gác xếp nhỏ mà Ngọc Huyền dành nhiều tháng trời đi xin họa báo màu về gấp con ốc sâu lại thành tấm rido cho kín đáo. Dù phải trải qua nhiều biến cố, nhưng cả hai đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 33 năm, có với nhau hai mặt con. Trong dịp kỷ niệm 28 năm ngày cưới, Táo Giao Thông Trí Trung viết một tâm thư khá dài với những lời lẽ ngập tràn hạnh phúc gửi đến vợ mình. Trong đó có đoạn viết, kỷ niệm 28 năm vợ chồng tôi sát cánh bên nhau, gần 30 năm kể từ ngày cưới mà cứng ngỡ như ngày hôm qua. Cảm ơn Ngọc Huyền, người đã yêu thương và tin tưởng, trao cho tôi tình yêu suốt cuộc đời này cảm ơn số phận đã tặng em cho tôi. Trong tâm thư đó, Trí Trung không ngại gọi Ngọc Huyền một cách chiều mến là vợ yêu. Anh cũng tự nhận mình không phải là người có phẩm chất tốt, nhưng chính Ngọc Huyền bằng tình yêu và sự hy sinh tận tụy vô bờ bến đã cảm hóa cũng như giúp anh giữ được thăng bằng giữa cái tốt cái xấu đầy dậy trong cuộc đời. Trích tâm thư của Trí Trung Lúc đó quanh anh chỉ là màn xương dày đặc của mặc cảm thân phận bị thua thiệt anh chẳng có gì khác để vào đời ngoài sự trống rỗng của niềm tin. Có thể mọi người thấy anh xuất thân từ một gia đình tương đối nổi tiếng vào thời kỳ đó, đều nghĩ anh được bọc trong nhung lụa. Mấy ai biết rằng trái tim anh luôn bị đóng băng bởi sự tự kỷ và em đã đến như một định mệnh, một món quà đầu tiên của cuộc sống dành cho anh. Chuyện trí chung, chi bảo có bạn gái mới sau ly hôn. Người trong cuộc không lên tiếng, sao thiên hạ phải ấm ức làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, Trí Trung Chi Bảo đã có bạn gái mới sau khi ly hôn. Tuy nhiên, thông tin này khiến nhiều người bức xúc. Trong khi đó, có một số người cho rằng, người trong cuộc không ấm ức, thiên hạ phải nói thay làm gì. Trí Trung Ngọc Huyền được nhiều người ngưỡng mộ là cặp đôi đẹp hạnh phúc nhất nhì trong làng giải trí. Nếu như Trí Trung tài hoa điển trai thành công trong sự nghiệp, thì Ngọc Huyền lại là gái phố cổ, lá ngọc cành vàng. Họ đã có 30 năm hạnh phúc, chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Cả hai đi từ cuộc sống nghèo khó với đêm tân hôn trong căn phòng 10m2 thì giờ đây họ có tất cả. Hai con trai gái xinh đẹp cùng cuộc sống vật chất ổn định. Tuy thời gian gần đây xuất hiện tin đồn cặp đôi đẹp đã ly hôn và cuối cùng ngày 9 tháng 1 thông tin này chính thức được công bố. Người tiết lộ thông tin này chính là bạn gái mới của nghệ sĩ Trí Trung, doanh nhân Ý Lan. Chia sẻ trong bài phỏng vấn với báo gia đình và xã hội, Ý Lan cho biết cả hai bắt đầu từ là đối tác kinh doanh spa cho tới bạn bè rồi mãi sau này mới gắn bó với nhau. Á hậu doanh nhân Ý Lan tâm sự. Trên danh nghĩa là một người bạn, tôi khuyên anh hãy hàn gắn với chị để hai người tiếp tục mối quan hệ như xưa. Anh nói việc đó bản thân anh đã nhiều lần nỗ lực và mong muốn, nhưng rồi cuối cùng đành phải thuận theo chữ duyên. Có lẽ giữa anh và Huyền đã hết duyên nợ với nhau. Trước đó, cơ duyên doanh nhân Ý Lan quen biết Trí Trung qua công việc, sau đó họ có nhiều điểm chung và nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc ấy Trí Trung đã ly hôn Ngọc Huyền. Chính doanh nhân Ý Lan là người khuyên Trí Trung nên hàn gắn với Ngọc Huyền. Tuy nhiên kết quả vẫn không được như ý muốn. Trí Trung thời điểm đó rất buồn và doanh nhân Ý Lan đã an ủi anh. Hiện tại đời sống riêng tư của nghệ sĩ Ngọc Huyền Trí Trung, họ hoàn toàn vui vẻ hạnh phúc. Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền liên tục chia sẻ đi chơi cùng con cái bạn bè, còn nghệ sĩ Trí Trung thì tập trung cho sự nghiệp và hạnh phúc bên bạn gái mới. Tuy nhiên, khi thông tin Chí Trung có bạn gái mới, nhiều ý kiến ném đá doanh nhân ý lan là tiểu tam chị cảm thấy mệt mỏi và khó chịu với những bình luận ác ý về mình từ khi thông tin nổ ra ý lan đã rất căng thẳng lo lắng tuy nhiên nhiều người ngược lại cho rằng ngọc huyền không lên tiếng hậm hực thì thôi tại sao người ngoài phải lên tiếng điều đặc biệt trí trung đã ly hôn ngọc huyền mới đến với ý lan vậy nên điều này là hoàn toàn bình thường và không đáng bị lên án cũng như Trí Trung, diễn viên Chi Bảo mới đây cũng gặp phải áp lực khi dẫn bạn gái mới đi gặp vợ con cũ. Cụ thể, diễn viên sinh năm 1973 không ngại thể hiện tình cảm với Thùy Trang trước mặt vợ cũ và con trai. Nhiều người khen ngợi nhan sắc bạn gái kém tuổi của nam diễn viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cư xử văn minh khi anh vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với vợ cũ. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng Chi Bảo cố tình dìm vợ cũ trong bức ảnh này. Mới đây trên trang cá nhân, Nam diễn viên cũng có những chia sẻ về điều này. Anh viết, khó khăn lắm chúng ta mới giữ được một tình bạn và khi đã vượt qua những thời khắc khó khăn đó, chúng ta càng trân trọng nhau phải không? Ai cũng có sai lầm và ai cũng phải trả giá cho sai lầm của chính mình, không khác được. Vậy ta có cần phải thêm vô không? Dẫu biết rằng để hiểu và thương người khác là điều khó khăn nhất đời người, nhưng nếu không như thế, đời còn gì vui? Phía dưới phần bình luận, Thùy Trang cũng chia sẻ, Chúng ta luôn là một gia đình yêu thương nhau để hướng đến những điều tốt đẹp cho các con phải không nhỉ? Còn vợ cũ của diễn viên Chi Bảo, chị Hồng Loan cũng không có ý kiến gì về vấn đề này. Chị thoải mái khỏe ảnh tập thể trong phòng với body săn chắc và gợi cảm. Còn bạn gái mới của Chi Bảo tỏ ra thoải mái khi chia sẻ hình ảnh tập gym của Hồng Loan. Cô viết, mình cũng là người mê thể thao từ bé, cũng nếm đủ các thể loại bơi gym, yoga, boxing. Nhưng khi gặp chị Apple Farm, tên Facebook của Hồng Loan, cũng làm mình teo cơ luôn. Để được body như chị, không chỉ phải tập kiên trì, đam mê mà phải trải qua thời gian rất dài. Chị cho biết đã hơn 20 năm rồi đấy. Dù bận rộn đến mấy, cố gắng dành thời gian tập thể thao cho trường sinh bất lão nhé các bạn ơi. Chính cách cư xử của người trong cuộc đã khiến nhiều người nghiêng về gia đình chi bảo. Họ tin rằng nếu chia tay khiến cả hai hạnh phúc thì vẫn nên chúc phúc cho nhau. Nhiều độc giả còn bày tỏ mọi người nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của họ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình để ủng hộ kênh và tiếp tục cập nhật những tin tức mới hấp dẫn nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.